Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phát động cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho học sinh trung học cơ sở. Cuộc thi thu hút trên 27.700 em học sinh thuộc 29 trường trung học cơ sở trên địa bàn 3 tỉnh, gồm Bến Tre, Trà Vinh và tỉnh Tiền Giang. Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024 và chia làm 2 vòng. Theo ban tổ chức, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương nhằm tuyên truyền sâu rộng kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam, về quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan đến biển đảo, về lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và địa phương, qua đó góp phần xây dựng, bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm của các em học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.